Phục sẽ đại diện cho Zfin Việt Nam sẽ trao đổi giải đáp với quý vị và các bạn liên quan đến cái cổ phiếu ngành ngân hàng. Thì đây là một ngành rất là quan trọng, đúng không ạ? Nó quan trọng như nào thì chúng ta sẽ cùng đi tiếp. Và nội dung hôm nay gồm có 3 phần chính như sau. Đầu tiên là ý nghĩa của cổ phiếu ngân hàng đối với nhà đầu tư. Thứ hai là rủi ro và triển vọng với ngành ngân hàng. Thứ ba là xếp hạng các cổ phiếu ngân hàng. Và tiếp theo là chúng ta sẽ trao đổi giải đáp những cái câu hỏi của quý vị về cái cổ phiếu ngành ngân hàng này. Thứ nhất là cái cơ hội và tầm quan trọng của ngành ngân hàng. Thì đầu tiên là ngành ngân hàng là dòng máu của nền kinh tế rồi và các doanh nghiệp, do đó đây là ngành thiết yếu tại Việt Nam. Đặc biệt ở Việt Nam thì cái thị trường chứng khoán nó chưa thực sự phát triển quá mạnh, thế do đó ngành ngân hàng vẫn là cái động lực chính của nền kinh tế. Thì chúng ta lưu ý rằng tín dụng năm 2019 đâu đó khoảng độ 400 tỷ đô, trong khi cả quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam thì mới có khoảng độ 160 tỷ đô thôi. Thì qua đó có thể thấy là cái nguồn vốn qua cái kênh tín dụng nó kinh khủng khiếp như thế nào. Và mọi người lưu ý đấy là cái vốn hóa của thị trường chứng khoán nó được độ 170 tỷ đô chứ không phải là doanh nghiệp huy động được 170 tỷ đô từ thị trường chứng khoán đâu ạ, đúng không ạ? Còn thị trường thì trái phiếu thì gần đây mới phát triển nhưng cuối cùng nó cũng không thực sự mạnh lắm. Tiếp theo là 19 cổ phiếu ngân hàng đã niêm yết rồi. Thì với vốn hóa chiếm khoảng 1/4 toàn thị trường chứng khoán. Nhóm nhà VIX thì chiếm 1/4. Thì như vậy nếu trừ nhóm nhà VIX thì ông này còn chiếm 1/3 thị trường, nó rất khủng khiếp. Nó quyết định và đến thị trường rất lớn. Tiếp theo là các tài phiệt lớn, các tỷ phú đều sở hữu hoặc quan hệ mật thiết đến ngành ngân hàng. Và ngân hàng là một cái gì đó mà rất nhiều các đại gia mong muốn được sở hữu một phần để họ có thể có được cái nguồn vốn phục vụ cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thì chính vì thế cho nên cái ngành ngân hàng nó rất quan trọng là như vậy. Vừa rồi cái cổ phiếu STB ấy, vừa mới được tin là tỷ phú Thaco Trường Hải đúng không ạ? Mua cổ phiếu của nhóm cổ đông cũ từ Phương Nam chuẩn bị bán ra thì ngay lập tức cổ phiếu ngân hàng này tăng những mấy phiên trần, đúng không ạ? Rất khủng khiếp, đúng không ạ? Thì do đó cho thấy nó rất hấp dẫn. Cho dù STB là một ngân hàng có nợ xấu hiện nay vẫn còn đến khoảng 30.000 tỷ nợ xấu VNC. Đó, cao gấp rưỡi vốn chủ sở hữu, thế mà vẫn có sức hút rất là lớn. GP có tăng trưởng là ngành ngân hàng tăng trưởng. Và tăng trưởng của ngành ngân hàng thì mạnh gấp 2 đến 2,5 lần so với GP thực tế. Năm 2010 đến 2020 là giai đoạn sắp xếp và định hình lại ngành ngân hàng. Thực tế cho thấy ngân hàng Việt Nam vẫn còn rất non trẻ, do đó cái giai đoạn vừa rồi chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước rất quyết liệt trong cái việc sắp xếp định hình lại. Thì đến 2020 đến 2030 là cái giai đoạn bùng nổ để phát triển mạnh mẽ của ngành này. Do đó ngành này rất quan trọng. Và khi phân tích ngành ngân hàng thì chúng ta cần chú ý đến ba cái trụ cột. Một là cái hiệu quả hoạt động, đúng không ạ? Hai là tiềm năng tăng trưởng và ba là định giá có hấp dẫn không thì nó mới tạo nên một cái cơ hội ngân hàng tốt. Và xuyên suốt trong quá trình đó chúng ta phải đặc biệt chú ý đến vấn đề gọi là quản trị rủi ro, đó liên quan đến chất lượng tài sản và cái ứng dụng công nghệ. Thì đây là một cái rất mới tôi đưa vào ở đây. Như trước đây thì chúng ta thường đánh giá liên quan đến chất lượng tài sản công, nhưng mà hiện nay thì không thể thiếu cái ứng dụng công nghệ vào được, bởi vì nền kinh tế hiện nay là theo công nghệ rất nhiều. Ngân hàng nào mà không theo công nghệ rất dễ bị tụt hậu. Tiếp theo, rủi ro đối với ngành ngân hàng ở Việt Nam là gì? Nhất là tiền điện tử, tiền số, các công ty công nghệ tài chính đang có xu hướng là phát triển mạnh. Thế do đó nó có thể ảnh hưởng cạnh tranh đến ngành ngân hàng. Tiếp theo là cổng thanh toán trực tuyến này, rồi là phát hành chứng khoán huy động vốn như cổ phiếu, trái phiếu, kênh này ngày càng mạnh lên. Rồi là tỷ lệ sử dụng đòn bẩy ngày càng thấp của các doanh nghiệp do qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh một thời gian dài, rất nhiều doanh nghiệp họ đã tự chủ được vốn, họ đã tích lũy được vốn, do đó họ dùng đòn bẩy nó có thể thấp hơn, làm tín dụng có thể tăng trưởng thấp đi trong cái giai đoạn 2020-2030 này. Và Covid-19 trong ngắn hạn, rồi khủng hoảng kinh tế thì nó có thể làm gia tăng cái nợ xấu trong cái hệ thống ngân hàng của chúng ta. Thì đây là những cái rủi ro mà ngành ngân hàng có thể phải đối mặt. Tiếp theo là về cái triển vọng trong 10 năm tới thì sao? Thì chúng tôi cho rằng trong 10 năm tới thì triển vọng ngành ngân hàng là tốt. Nguyên nhân từ 1. GDP tăng trưởng trung bình 5-6% một năm. Do đó tín dụng có thể tăng trưởng trung bình khoảng 13-15% một năm trong 10 năm tới.
cái việc tăng trưởng GDP 5-6% này thì thôi chúng ta cũng không phải bàn, để tất cả các cái tổ chức trên thế giới họ dự báo rồi 5-7% chứ không phải 6% đâu, đúng không? Thế do đó là sẽ hỗ trợ tăng trưởng tín dụng rất tốt. Và các cái mảng dịch vụ như trái phiếu, thanh toán, bảo hiểm, ngoại tệ sẽ rất phát triển trong tương lai. Vì sao lại vậy? Trái phiếu bây giờ chúng ta nhìn thấy là xu hướng rất mạnh mẽ, đúng không ạ? Với thanh toán bây giờ người ta thanh toán rất nhiều, mua bán điện tử, online đủ thứ, thành ra phải qua kênh ngân hàng rất lớn, đúng không ạ? Rồi là bảo hiểm ban ca, tức là bán bảo hiểm thông qua ngân hàng ấy, thì đây là một hình thức đang nở rộ và cực kỳ rực rỡ ở Việt Nam. Nhờ hệ thống ngân hàng có cái tập khách hàng rất lớn và có mạng lưới chi nhánh, thế do đó là các công ty bảo hiểm thường kết hợp với các ngân hàng để có thể bán bảo hiểm qua đây, và đây sẽ trở thành một kênh bán bảo hiểm chính chứ không phải là kênh trực tiếp. Và ngoại tệ thì sẽ rất phát triển do Việt Nam là một trong những nước có FDI rồi PFI rất lớn, tức là đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam rất lớn, thế do đó ngoại tệ sẽ rất là phát triển. Ngoài ra kiều hối của chúng ta rất lớn, đúng không ạ? Xuất nhập khẩu của chúng ta chiếm tới gần 200% so với GDP cơ ạ. Thế do đó là rất phát triển. Thứ ba nữa là ngân hàng đi đầu trong ứng dụng công nghệ, dịch vụ và giá trị gia tăng sẽ chiếm lĩnh thị phần và dẫn dắt ngành ngân hàng, và có kết quả kinh doanh sẽ đột phá. Và chúng tôi cho rằng sự phát triển của ngành ngân hàng nói chung là rất mạnh nhưng nó không đều. Và hiện nay chúng ta phải nói đến một câu chuyện, đó là cá nhanh sẽ nuốt cá chậm chứ không phải cá lớn nuốt cá bé nữa rồi, đúng không ạ? Quý vị và các bạn có thể thấy ví dụ cái công ty Tesla, đúng không? Công ty này sản xuất về ô tô, vừa mới ra đời ngay tức vốn hóa gấp luôn mấy lần ông dẫn đầu luôn, cho dù sản phẩm nó mới có tí hoặc chưa có. Hay là những cái công ty công nghệ startup bây giờ chẳng hạn, vừa ra ngay lập tức có thể vốn hóa nó gấp nhiều lần so với những cái công ty có lịch sử phát triển cả trăm năm, đúng không ạ? Thì bây giờ là thời đại của cá nhanh sẽ nuốt cá chậm, do đó ngân hàng cũng không nằm ngoài cái vòng xoáy này. Tiếp theo, về tóm tắt tình hình hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2020. Trước tiên là lợi nhuận ròng thì tăng trưởng 12,6%, thấp hơn so với con số 17% cùng kỳ 2019. Riêng quý 2 thì tăng trưởng tới 22% so với cùng kỳ. Thì cái phân hóa thì nó diễn ra rất mạnh, các cái ngân hàng tư nhân ở quy mô vừa vừa nho nhỏ thì tăng trưởng rất tốt. Ví dụ như VPBank tăng 51,7%, HD Bank tăng 32,4%, VIB tăng 30%, Tiên Phong Bank tăng 26%, do chủ yếu tập trung vào bán lẻ và gia tăng dịch vụ thì do đó nó tăng trưởng rất tốt. Trong khi nhóm ngân hàng nhà nước thì tập trung rất nhiều vào tín dụng của các cái khách hàng bán buôn, tức là các cái tổng công ty lớn ấy, thì do đó là nó sẽ rất là chậm trong cái việc chuyển mình. Cộng thêm là các cái dịch vụ của các ngân hàng nhà nước về cơ bản gần đây họ không gia tăng nhanh và không nhanh nhạy bằng các cái ngân hàng ngoài quốc doanh. Thì cá biệt có Viettin là tăng trưởng lợi nhuận tới 39%, nguyên nhân rất rõ là do mấy năm trước Viettin đã mạnh dạn trích lập dự phòng nợ xấu và tạo dư địa cho bây giờ tăng thôi, chứ cũng không phải là do Viettin phát triển quá là mạnh mẽ trong cái năm này đâu, đúng không? Còn lại Vietcombank giảm 3% lợi nhuận, Bit giảm 6%. Ba, tăng trưởng tín dụng 6 tháng ở mức 3,26%, và kỳ vọng cả năm thì chúng tôi cho rằng vẫn tăng trưởng 10-13% nhờ thúc mạnh đầu tư công từ nửa cuối năm 2020. Và trong cái tháng 8, tháng 9 này thì đầu tư công đã có cái tín hiệu tăng trưởng khá tốt rồi. Quý vị và các bạn muốn biết số này có thể search trên Google, nó sẽ hiện ra ngay. Tuy cái giải ngân vẫn chưa đáp ứng được cái kỳ vọng lắm, nhưng nó vẫn tăng trưởng khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, tạo công ăn việc làm rất tốt. Quý vị nào ở Hà Nội thì có thể thấy gần đây Hà Nội đi đào các cái gọi là ví dụ đào các cái vỉa hè rất nhiều, đúng không ạ? Họ đang sửa lại vỉa hè rất nhiều, đúng không ạ? Nhiều cái công trình tiện ích nữa. Thì đấy cũng chính là một trong những phần đầu tư công, đúng không ạ? Còn ai ở miền Nam thì có thể thấy là cái việc thúc đẩy liên quan đến xây các cái tuyến đường cao tốc, đúng không ạ? Giải phóng mặt bằng, vân vân rất là nhiều. Thì đó là một cái tín hiệu rất tốt thúc đẩy tín dụng có thể tăng, đúng không ạ? Thứ tư là nợ xấu ngân hàng thì tăng từ mức 1,4% cuối 2019 lên tới 1,6% vào cuối quý 2 2020. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng hết 2020 nợ xấu ngân hàng có thể lên đến 1,8%, thậm chí 2%. Đúng không ạ? Khi các cái nhóm nợ nó sẽ chuyển nhóm. Về cơ bản, ví dụ nợ xấu cuối cùng có khả năng mất vốn nhóm 5 thì tức là ông ấy phải là chưa trả được trong vòng 1 năm cơ. Thì như vậy nếu khó khăn từ Covid từ tháng 2, tháng 3 chẳng hạn thì đến tháng 2, tháng 3 năm 2021 nó mới trở thành cái nợ xấu nhóm 5 cơ, đúng không ạ? Ngoài ra thì chính phủ cũng cho phép là giãn và tái cơ cấu các cái nhóm nợ, thì sắp tới thì nó sẽ hoãn, thì sắp tới nó sẽ hiện lên, đúng không ạ?
Thì cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu thì được một cái khá tích cực, tăng từ 90,7% lên 92,6%. Thì cái tác động của Covid-19 ảnh hưởng tới ngân hàng là không nhỏ. Tuy vậy, sức khỏe các ngân hàng thì giờ tốt hơn, nên cái việc tác động sẽ thấp hơn so với cái giai đoạn suy thoái và khủng hoảng kép năm 2011-2014 tại Việt Nam ở cái chu kỳ trước. Đó. Tiếp theo về tăng trưởng tín dụng và NIM, đúng không ạ? Thì đây ạ, NIM của đây ạ, đây là đường NIM, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Và đây là thay đổi NIM. Thì hiện tại thay đổi NIM đang, nói tóm lại là NIM cũng đang có xu hướng giảm, đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên chúng ta cần chú ý một điều, cái NIM này chúng tôi dự báo là sẽ không giảm quá sâu đâu. Nguyên nhân đến từ lãi huy động bây giờ rất thấp, nó không giống như những lần khủng hoảng trước, đó là khan tiền, thành ra lãi huy động rất cao, nhưng lần này lãi huy động rất thấp. Thế thành ra cho dù là các cái ngân hàng có giảm lãi để hỗ trợ các doanh nghiệp đi chăng nữa thì nó không làm giảm NIM nhiều như những đợt trước, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì đây là tiếp theo là cái biểu đồ này cho biết là tăng trưởng cho vay khách hàng và tiền gửi của khách hàng như thế nào. Thì cho vay khách hàng tăng có 3.4%, đúng không ạ? Trong khi tiền gửi khách hàng tăng 4.2%, đúng không ạ? Nó đều ở mức thấp hơn so với trước rất nhiều. Rất nhiều, đúng không ạ? Tính cả năm thì chúng tôi kỳ vọng nó vẫn có thể tăng trưởng tín dụng từ 10-13%. Thì như vậy nó gần bằng so với cái năm 2019. Đó, do đầu tư công như lúc nãy có trao đổi. Tiếp theo là về lợi nhuận quý 2 đây. Là cải thiện thì nhờ cắt giảm chi phí và thể hiện qua chỉ số CR, đúng không ạ? Cải thiện đáng kể. Thì lợi nhuận sau thuế vẫn duy trì tăng trưởng 22,5% trong chính cái quý 2 này và 16,2% so với quý 1. Từ quý 2 so với quý 1, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn đây, đây là tăng trưởng lợi nhuận sau thuế này, đường màu vàng đây. Còn tăng trưởng đây là tăng trưởng lợi nhuận sau thuế so với quý 2 cùng kỳ năm ngoái. Còn đây là tăng trưởng lợi nhuận sau thuế so với quý trước. Đúng không ạ? Đây. Nó có suy giảm trong quý 1 nhưng mà tăng trở lại khá tốt đây, đúng không ạ? Thì tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động và chi phí hoạt động đấy. Có một điều rất là đáng chú ý, đó là chi phí hoạt động giảm mạnh hơn nhiều so với cái việc giảm của việc tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động. Thì đây là một dấu hiệu rất tích cực. Thì từ đầu năm đến nay thì cũng có một số ngân hàng đã cắt giảm lương, cắt giảm một loạt các chi phí để họ có thể là chống đỡ tốt hơn với cái khủng hoảng này. Đúng không? Tiếp theo tỷ lệ nợ xấu thì đây ạ, tỷ lệ nợ xấu là hơn 1,6%, 1,7%, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó. Tiếp theo. Tỷ lệ NRR tức là tỷ lệ cho vay ra so với huy động ấy thì giảm xuống ở quý 2 rất tốt. Đây dấu hiệu cho thấy khá an toàn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ok. Tiếp theo là lãi suất bình quân liên ngân hàng đây, giảm rất sâu về gần mức 0%. Nó cho thấy là hệ thống ngân hàng bây giờ đang bị thừa thanh khoản, tức là tiền trong hệ thống rất nhiều mà nhu cầu vay bên ngoài không nhiều, đúng không ạ? Đó, thì đây là một cái hiện tượng mà rất hiếm hoi xảy ra trong những cuộc khủng hoảng ở Việt Nam. Bình thường những cuộc khủng hoảng ở Việt Nam rất khát tiền và lãi suất bị đẩy lên cao, nhưng lần này thì khác, tiền dư. Nguyên nhân do chúng ta đã trải qua một cái thời kỳ kinh tế phát triển rất tốt từ 2014 đến 2019. Bà con, người dân rồi là doanh nghiệp tích lũy được khá nhiều tiền. Thì do đó là về cơ bản lúc suy thoái khủng hoảng xảy ra thì họ có tiền dự trữ rất nhiều. Và họ không mở rộng sản xuất kinh doanh thì họ không vay nữa. Thế thành ra là cung tiền sẽ thừa. Thậm chí là nhiều doanh nghiệp họ dư tiền rất nhiều do không mở rộng thì họ lại quay lại họ gửi ngân hàng hoặc họ đầu tư trái phiếu hoặc đầu tư cổ phiếu. Đúng không? Đúng không? Tiếp theo lợi nhuận 2020 của các ngân hàng niêm yết thì như đây là dự báo của FinPro. Đúng không? 2020 dự báo tăng trưởng ở 4,9% thôi. Như chúng ta vừa xem thì hai quý đầu năm là tăng trưởng những mười mấy phần trăm cơ. Đúng không? Như vậy có thể thấy là hai quý cuối năm khả năng cao theo dự báo của FinPro thì nó có thể giảm. Đúng không ạ? Giảm lợi nhuận, đúng không ạ? Tiếp theo ạ, một điều rất đáng chú ý ạ, trong lúc là tín dụng tăng trưởng rất chậm thì cái cơ hội tăng tốc cho những ngân hàng tư nhân này xảy ra. Nguyên nhân đến từ các cái ngân hàng này được ngân hàng nhà nước cho phép nới cái tăng trưởng tín dụng lên rất mạnh, rất cao. Các cái ngân hàng nhà nước do cái hệ số K của nó còn rất thấp, ví dụ Vietcombank, BID và Viettin chẳng hạn. Thế thành ra cái tăng trưởng tín dụng hạn mức nó vẫn giữ nguyên như cũ, 10% với Vietcombank, 9% với BID và 8,5% với Viettin, đúng không ạ? Techcombank thì được nới từ 13% lên đến 19-23%, đúng không ạ? ACB thì vẫn giữ nguyên 11,75%, EIB thì vẫn giữ nguyên 9%, VP thì được tăng từ 13 lên 19-23%, đúng không ạ? MBB thì được nới lên từ 11,5 lên 20%, VIB thì được nới lên từ 19-23%, đúng không ạ? TP cũng được nới từ 19-23%. Và HD cũng được nới như vậy. Như vậy nếu mà các cái ngân hàng này mà họ tận dụng tốt
cái việc nới tăng trưởng tín dụng này thì họ sẽ ngày càng chiếm cái thị phần lớn hơn và rút ngắn dần cái khoảng cách đối với cái nhóm ngân hàng quốc doanh, nhóm Big Four. Thì như hôm nay tôi vừa đọc một cái báo cáo cho thấy tổng tài sản của những ngân hàng ngoài quốc doanh về cơ bản cũng vượt các ngân hàng quốc doanh rồi, cũng vừa mới vượt thôi. Đó, thì đây là một tín hiệu tôi đánh giá rất tốt. Tiếp theo, những yếu tố quan trọng nhất khi đánh giá ngân hàng. Đầu tiên là quy mô ngân hàng là một yếu tố cơ bản chúng ta cần phải xét đến. Tức là cái việc là một là tổng tài sản, đúng không? Tổng tài sản của các ngân hàng có tăng trưởng qua các năm tốt hay không, đúng không? Tổng huy động như thế nào, tổng cho vay ra sao, số lượng các chi nhánh của ngân hàng cũng nói lên khá nhiều vấn đề. Tuy nhiên là trong tương lai thì có thể bớt quan trọng hơn do ngân hàng số, đúng không? Thứ năm nữa là số lượng khách hàng, tức là cái tập khách hàng của nó có đông đảo, có nhiều không để sau này nó có thể khai thác tốt các cái dịch vụ khác đưa vào không, đúng không? Vì sao mà Vietcombank họ lại có thể là ký kết cái hợp đồng bán ca, tức là bán bảo hiểm với FWA lên đến 400 triệu đô? Bởi vì rất đơn giản là họ có tập khách hàng lên đến cả chục triệu, đúng không? Chục triệu khách hàng, đúng không? Tiếp theo là những yếu tố về chất lượng tài sản của ngân hàng, thì cái chỉ số an toàn vốn ấy, tức là đây là hệ số K đấy. Thì theo Basel 2, Việt Nam hiện nay đang áp dụng theo Basel 2. Thì Basel 2 là cái gì thì quý vị có thể search K và Basel 2 ở trên Google, quý vị sẽ được giải thích rất kỹ, đúng không? Thì lấy theo công bố, cái này chúng ta sẽ lấy theo công bố và chúng ta không tính được. Thì cái này càng cao càng an toàn. Thì hiện nay cao nhất hệ thống là Techcombank, Vietinbank là với Agribank các thứ là thuộc dạng thấp nhất hệ thống, đúng không? Tiếp theo là đòn bẩy tài chính, tức là tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu. Thì cái ngân hàng nào mà càng thấp thì càng an toàn, thì cơ bản chống chịu với rủi ro suy thoái nó sẽ tốt hơn, đúng không? Tiếp theo là chất lượng tài sản ngân hàng, thì tỷ lệ nợ nhóm 2 là lớn hơn 1% thì chúng ta cần phải chú ý đấy. Tiếp theo, tỷ lệ nợ xấu thì nó tính từ nhóm 3 đến nhóm 5, nếu nhỏ hơn 1,5% thì chúng tôi cho là ok. Quý vị có thể xem cái này trên thuyết minh báo cáo tài chính. Rồi chúng ta cần phải xem ngân hàng còn cái nợ xấu VAMC không, đúng không ạ? Đó, rồi là tỷ lệ bao phủ nợ xấu, rồi là tỷ lệ lãi hợp phí phải thu, vân vân. Tiếp theo là về chỉ số thanh khoản, liquidity đấy. Nó gọi là có một là liên quan đến NDR, tức là tỷ lệ cho vay trên huy động. Nếu mà cho vay trên huy động mà nó thấp chẳng hạn thì nó còn dư địa có thể tăng cái tỷ lệ này lên rất nhiều. Bởi vì ngân hàng nhà nước phải khống chế cái tỷ lệ này, đúng không? Tức là để an toàn. Nói tóm lại, ví dụ ông vay được 10 đồng, ông chỉ được cho vay ra 8 đồng hoặc 9 đồng thôi, 2 đồng còn lại ông phải để dự phòng, thì lúc đó nó mới an toàn. Thì cái tỷ lệ này của Việt Nam đang giảm, đúng không? Đang yêu cầu được giảm. Và ngân hàng nào rất thấp thì có tiềm năng tăng trưởng, NIM vẫn tốt. Ví dụ Vietcombank khá thấp, đúng không? Vietcombank khá thấp, đó, vân vân. Tiếp theo, thứ hai là tài sản lỏng trên tiền gửi của khách hàng. Thì chỉ số này thì chỉ quan trọng đối với các nhà quản lý điều hành thôi. Tiếp theo chúng ta đánh giá đến hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời cũng như sự hấp dẫn của bank. Cái này cho biết sự hấp dẫn của bank ấy. Đầu tiên là tỷ lệ CASA, tức là tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi xem bao nhiêu phần trăm. Thì hiện nay cao nhất là Techcombank và MB Bank, hai thằng đang dẫn đầu. Tiếp đến là Vietcombank. Và các ngân hàng còn lại thì đâu đó là khá là thấp so với ba thằng kia. Tức là nó tạo lên một level cao khác hẳn luôn, đúng không? Nếu mà CASA cao thì rất tốt, và đây là chỉ số quan trọng nhất đối với một ngân hàng. CASA cao thì thường là giá vốn của ngân hàng sẽ rất thấp. Thứ hai là giá vốn huy động bình quân thường thấp khi CASA thấp, yếu tố rất quan trọng đấy, như tôi vừa nói. Và NIM, đây là chênh lệch giữa lãi cho vay và huy động, thì ngay cả NIM cũng bị ảnh hưởng bởi CASA. Nếu mà chúng ta huy động được thấp, CASA nhiều, thì rõ ràng chúng ta cho vay ra thì chúng ta có cái NIM rất cao. Thậm chí chúng ta cho vay thấp hơn thì nợ xấu thấp hơn, NIM vẫn bằng đối thủ, đúng không ạ? Tiếp theo, thứ tư là cái chi phí dự phòng rủi ro trên lợi nhuận trước dự phòng rủi ro, xem nó có lớn không. Ngân hàng nào quản trị rủi ro tốt thì cái chi phí này nó sẽ thấp, duy trì trong nhiều năm. Còn ngân hàng nào mà quản lý không tốt thì cái tỷ lệ này nó sẽ khá cao, đúng không ạ? Và thứ năm là cái chỉ số CIR đấy, tức là chi phí hoạt động trên thu nhập, để nó cho biết rằng là ông quản trị chi phí ở trong nội bộ ngân hàng có tốt hay không, đúng không ạ? Cái yếu tố này rất quan trọng, đặc biệt trong cái tương lai khi cái nền kinh tế số phát triển rất mạnh, thì cái chỉ số này nếu ngân hàng nào hoạt động tốt thì có thể giảm rất mạnh, đúng không ạ? Thứ sáu ở đây là tỷ lệ lãi hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập hoạt động, nó cho biết rằng là ngân hàng này có hiện đại không, ngân hàng này có gọi là một ngân hàng triển vọng không. Bởi vì như này,
lãi từ hoạt động dịch vụ về cơ bản phi rủi ro hoặc rủi ro rất thấp. Nó không giống như tín dụng. Lãi từ tín dụng chúng tôi hay nói vui với nhau gọi là thả gà ra bắt, tức là quý vị và các bạn cho vay ra chẳng hạn rồi là đợi để thu lại, thì thực ra cái NIM nó được khoảng 4% thôi, 3-4%, mà NIM này chưa trừ một tí chi phí nhé, đúng không ạ? Tức là chúng ta vay ra 100 tỷ mà chẳng may ba ông xù lợ, tức là chúng ta âm rồi, đúng không ạ? Đó, thì đấy là những cái chúng ta xem, đúng không ạ? Tiếp theo là ROAE, tức là lợi nhuận sau thuế chia cho vốn chủ sở hữu bình quân. Thực ra đối với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi sử dụng ROE thôi, không ROAE, tức là lợi nhuận sau thuế chia với vốn đầu năm luôn, để biết rằng cái hiệu quả sinh lời của ngân hàng thế nào. Nhưng mà cái hiệu quả sinh lời này chỉ có ý nghĩa khi những cái trên ok, chất lượng tài sản tốt, quản trị rủi ro tốt, đúng không? Tiếp theo là liên quan đến tốc độ tăng trưởng thì quý vị cũng cần xem xét đến tăng trưởng tín dụng cho vay khách hàng như nào, tăng trưởng tổng tài sản ra sao, đúng không? Tăng trưởng huy động, tăng trưởng thu nhập lãi tuần, đúng không? Vân vân. Và tiếp theo, định giá ngân hàng thì người ta rồi thường định giá P/B, đúng không? Tức là giá trị sổ sách, giá trị vốn chủ sở hữu là bao nhiêu và giá thị trường là bao nhiêu, đúng không? Ví dụ thế. Đó. Tiếp theo là những yếu tố định tính chúng ta cần đánh giá ngân hàng, đó là thương hiệu này, quản trị công ty này và hệ thống mạng lưới ngân hàng như thế nào này, chất lượng tập khách hàng của ngân hàng ra sao như là độ tuổi, thu nhập, địa lý, đúng không? Đúng không? Trình độ, vân vân. Thứ ba là ứng dụng công nghệ và sự thuận tiện của ngân hàng như thế nào, bởi trong tương lai không nhất thiết là phải nhiều chi nhánh là thắng đâu. Trong tương lai thì công nghệ dẫn đầu là thắng. Thứ tư là chất lượng và sự đa dạng đi đầu trong các cái dịch vụ của ngân hàng, tức là cấu thành doanh thu từ dịch vụ và tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ nó có lớn hay không. Nếu cái này rất lớn cho thấy đây là một ngân hàng hiện đại và khai thác được khách hàng rất tốt. Từ cái khai thác tốt thế thì họ tạo lên sự tương tác và tạo lên sự trung thành của khách hàng rất tốt. Và tiếp theo thì tôi sẽ xếp hạng ngân hàng, xếp hạng 10 ngân hàng về cái quy mô và chất lượng tài sản, đúng không ạ? Về quy mô thì chúng tôi đánh giá Vietcombank, BIDV và Viettin là 10 điểm, MBB, Techcombank, ACB và VPBank là 7 điểm, HD là 6 điểm, TP là 5 điểm, VIB là 5 điểm. Còn về chất lượng tài sản ngân hàng thì Vietcombank được đánh, ACB được đánh giá rất đầu với 10 điểm. Đây là một ngân hàng quản trị rủi ro cực kỳ tốt, nợ xấu rất thấp, chất lượng tài sản rất tốt. Vietcombank thứ hai với 9 điểm, MB thứ ba với 8 điểm, TP và VIB 7 điểm, đúng không? Techcombank 6 điểm, Viettin 6 điểm, BID 5 điểm và VP Bank cũng như HD Bank thì 4 điểm, do hai cái ngân hàng này nó liên quan đến việc cho vay tiêu dùng rất nhiều, đúng không? Tiếp theo về khả năng thanh khoản và an toàn vốn thì chúng tôi đánh giá đầu tiên là khả năng thanh khoản thì Vietcombank dẫn đầu với 10 điểm, Techcombank 9 điểm, MB 8 điểm, đúng không? Và VP 7 điểm, còn lại chúng tôi cho 6 điểm. Về an toàn vốn thì Techcombank số 1, bởi vì cái vốn chủ sở hữu của Techcombank đến nay nó lên đến khoảng 70.000 tỷ, 67.000 tỷ rồi, đúng không? 67.000 tỷ, trong khi đó là nó cho vay ra đâu có 250.000 tỷ. Trong khi ví dụ như ông Vietcombank hay ông Viettinbank hay ông BIDV vốn chủ sở hữu khoảng 80-85.000 tỷ, tức là cao hơn có khoảng độ 20% so với cái thằng hơn 20%, 20-30% so với Tech thôi, nhưng nó cho vay ra lên đến gần triệu tỷ, rất kinh khủng, cho vay ra gấp 4 lần, đúng không? Tiếp theo về xếp hạng 10 ngân hàng về CASA và giá vốn huy động. Về CASA thì MB và Techcombank đang dẫn đầu với 10 điểm. Tiếp theo là Vietcombank 9 điểm, đúng không ạ? ACB được 7 điểm, BID và Viettin được 6 điểm. VP và các ngân hàng còn lại được 5 điểm. Đó thì đây là xếp hạng theo cái tỷ lệ huy động CASA trên tổng tỷ lệ huy động vốn. Về giá vốn huy động thì Vietcombank này nhỉnh hơn các ngân hàng còn lại. Vietcombank được 10 điểm, Tech được 9 điểm, MB được 8 điểm, Viettin được 7 điểm, BID được 6 điểm, ATB được 6 điểm, TP Bank được 6 điểm và VP Bank, HD Bank, VIB thì được 5 điểm. Đúng không? 4 đến 5 điểm, đúng không? Nguyên nhân thì ông VP với ông HD là ông ấy cho vay tiêu dùng, thành ra ông huy động rất nhiều, cái lãi nó cũng khá cao, thế thành ra trung bình nó không được thấp lắm. Đúng không? Tiếp theo là xếp hạng về dịch vụ và cung ứng và ứng dụng công nghệ. Thì đầu tiên là hoạt động dịch vụ thì Techcombank được dẫn đầu với 10 điểm. Tiếp theo là VP Bank 9 điểm, Vietcombank 8 điểm. Đúng không? BID, Viettin, MBB được 7 điểm, ACB, HD Bank và TP Bank được 6 điểm. ACB rất đáng tiếc là xếp hạng không cao ở cái điểm này, bởi vì ACB là một ngân hàng khá bảo thủ, đúng không? Thành ra không được xếp cao lắm, đúng không? Còn trong khi VP là được xếp khá cao, thì ngân hàng này cũng là một ngân hàng rất năng động nhỉ? Rất năng động nhỉ? Chúng ta khoan nói đến chuyện họ cho vay có rủi ro hay không, nhưng họ là một ngân hàng rất năng động.
Tiếp theo về ứng dụng công nghệ thì Techcombank được cho là số 1 với 10 điểm. Tiếp theo TPBank được 8 điểm. Đúng không? MB được 7 điểm, VP được 7 điểm. Còn lại thì chúng tôi cho 5 điểm. Techcombank thực ra là một trong ngân hàng ngày xưa là ứng dụng công nghệ hệ thống công nghệ thông tin sớm nhất. Thế thành ra là vài năm gần đây nó trở thành lỗi thời nhất. Hiện nay nó thì cũng đang tái cơ cấu, đang ứng dụng. Tuy nhiên chúng tôi vẫn không đánh giá cao các cái ngân hàng nhà nước về cái việc ứng dụng công nghệ này. Và giấy tờ thủ tục vẫn rất lằng nhằng, vẫn rất loằng ngoằng. Đúng không? Chúng tôi đánh giá không quá cao. Thì có hai ngân hàng rất năng động là Techcombank và Tiên Phong Bank. Đây là hai ngân hàng xứng đáng dẫn đầu về cái điểm ứng dụng công nghệ này. Tiếp theo là về ROA, ROE thì rõ ràng là VP Bank này, TP Bank và VIB là ba đang dẫn đầu bởi vì nó có cái sinh lời trên vốn chủ sở hữu rất cao. Đúng không? Tiếp theo đến Vietcombank. Rồi là MB Techcombank thì cùng xếp tiếp theo 8 điểm đúng không ạ? ACB cũng rất tốt, 9 điểm. Với những cái ngân hàng mà từ 9 điểm đổ lên về cơ bản ROE đều trên 20%. MB thì 8 điểm thì cũng được khoảng độ 19-20%. Techcombank thì thấp hơn khoảng 16-17%. Đúng không ạ? Còn BIP và Vietinbank thì thực sự không được xếp cao bởi vì cái khả năng sinh lời trên vốn chủ của nó thực sự là không cao. Đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là về định giá cổ phiếu về PB. Đúng không ạ? PB. Đúng không ạ? Nếu định giá cổ phiếu thì xếp đầu là MBB đang được định giá thấp nhất. Tiếp theo là Techcombank. Đúng không ạ? Tiếp theo nữa là Vietinbank, VPBank. Và tiếp theo nữa là TPBank. Đúng không ạ? Và định giá xếp thấp nhất là Vietcombank, bởi ông Vietcombank PB cao khoảng 3 chấm mấy lần nhỉ? Bây giờ phải 3.6 lần, không phải 3.52 nữa. Đúng không ạ? Thì PE cũng tương tự như vậy. MB là số 1, đúng không ạ? Sau đó đến VP, đúng không ạ? Rồi đến Techcombank với HD Bank, đúng không ạ? Đó, TP Bank, VIB, đúng không ạ? Tiếp theo là về xếp hạng tổng thể đầu tư. Thì tôi xin khẳng định lại một lần nữa, đây là bảng xếp hạng để tham khảo, chứ chúng tôi không áp cho tất cả mọi người, được chưa ạ? Thì mỗi người có một tiêu chí, thì AZFIN chỉ đưa ra một cái tham khảo thôi. Thì trong cái top xếp hạng đầu tư thì chúng tôi đánh giá ba thằng dẫn đầu là TCB, MBB và Vietcombank. Đó là tổng hòa các yếu tố. Đây là chúng tôi đánh giá nhé. Tuy nhiên tùy vào khẩu vị rủi ro của mỗi nhà đầu tư mà quý vị có thể lựa chọn khác nhau. Ví dụ như đầu ngành thì quý vị hãy lựa chọn Vietcombank bởi nó sẽ vẫn là đầu ngành. Công nghệ thông tin và dịch vụ tiên phong thì Techcombank, đúng không ạ? Định giá hấp dẫn rẻ nhất thì MBB. Hay quý vị gọi nó vẫn nặng mông đấy, đúng không ạ? Đó, rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận cao thì là VPBank, đúng không ạ? Chất lượng tài sản tốt nhất thì ACB. Ngân hàng nhỏ và năng động là TPBank và VIB, đúng không ạ? Ngân hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam thì BID, đúng không ạ? Và ngân hàng nhà nước có vốn chi phối định giá thấp nhất thì là Vietinbank, đúng không ạ? Thì trên đây là những cái trao đổi của tôi về đánh giá ngành ngân hàng. Thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn có thể cho tôi các cái câu hỏi để tôi trả lời, được không ạ? Bạn Trần Bá Dũng có hỏi rằng là so sánh STB, ACB và Techcombank thì thực sự trong cái danh mục 10 cổ phiếu này thì chúng tôi không đưa STB về bởi vì nợ xấu VNC nó vẫn còn rất nhiều, còn khoảng hơn 30.000 tỷ cơ. Thì với cái quan điểm đầu tư dựa trên cái sự an toàn là chính, thành ra chúng tôi không xếp hạng nó. Và STB gần đây tăng giá rất mạnh là nguyên nhân đến từ việc có thông tin rằng là Thaco mua lại số cổ phần của ông Trầm B và những người liên quan ở ngân hàng Tiên Phong, cũng như là những cái cổ phiếu được cầm cố ở một số cái nơi khác. Thì với cái thông tin ý thì người ta đã đẩy cái cổ phiếu ngân hàng STB lên cao, bởi vì người ta kỳ vọng rằng Thaco sẽ có thể mua cái cổ phần này với giá khoảng độ 16-20.000 đồng. Thế do đó là người ta đẩy cổ phiếu này lên rất là khủng khiếp, bất chấp việc là cơ bản nó có tốt hay không. Còn rõ ràng như này, nhà đầu tư cá nhân chúng ta sẽ đầu tư khác tổ chức. Nếu tổ chức họ mua với một lượng lớn, họ vào hội đồng quản trị, họ tận dụng cái nguồn vốn của ngân hàng để họ đầu tư riêng cho họ, thì họ có thể trả giá ngân hàng rất cao. Thực tế cho thấy chính cổ phiếu STB ấy, cách đây vài năm trước, cái hồi ông Trầm B nhảy vào mua cổ phiếu ngân hàng này và chiếm quyền sở hữu ấy, thì hồi đó giá cổ phiếu ngân hàng STB đâu đó cũng chỉ 12-13 ngàn. Nhưng mà hồi ông ấy nhảy vào mua nó đã đẩy lên đến 20 ngàn. Không hề đâu. Đấy là do những cái câu chuyện mang tính chất ngắn hạn. Còn nếu cái câu chuyện này khi nó sắp xếp đâu vào đấy thì chúng tôi không tin rằng là cổ phiếu STB có thể duy trì rất cao. Bởi vì thực sự nó vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đúng không ạ? Và tất nhiên STB dù sao cũng là một ngân hàng có giá trị, bởi vì nó có hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng nhất trong các cái ngân hàng ngoài quốc doanh. Và nó có rất nhiều các cái vị trí chi nhánh là cái đất do nó mua. Được chưa ạ? Còn về ACB là ngân hàng có tài sản tốt nhất Việt Nam. Tuy vậy thì định giá chúng tôi nếu so sánh ở mức trung bình bây giờ, định giá ACB PB đâu đó bằng khoảng độ hơn 1.5 lần, 1.55 lần. Còn Techcombank thì định giá PB bây giờ đâu đó khoảng độ 1.2 lần.
Thì về cơ bản là về dài hạn thì Techcombank chúng tôi vẫn đánh giá cao hơn một chút do ứng dụng công nghệ tốt hơn và định giá hiện tại trên PB thì nó tương đối hấp dẫn. Vâng, bạn Trần Hoàng Hoàn Phúc thì có hỏi nhìn từ bảng cân đôi kế toán đánh giá tài sản và nguồn vốn của một ngân hàng thì nên tập trung vào gì? Thì như tôi vừa trao đổi ở phía trên đấy, các yếu tố quan trọng đối với ngành ngân hàng đấy thì bạn nhìn vào đó bạn tập trung nhé, rất nhiều các yếu tố. Ok, tiếp theo bạn Nguyễn Hải cho rằng hỏi rằng là đầu tư ACB lướt sóng trung hạn hay dài hạn ở Bác Phục ơi. Thì thực sự với quý vị và các bạn ấy, ZFIN thì cũng không tập trung vào ngắn hạn, thì chúng tôi tập trung vào dài hạn. Còn ACB cũng là một cổ phiếu rất tốt để chúng ta có thể đầu tư dài hạn, đúng không ạ? Nếu như bản xếp hạng này thì ACB đứng thứ tư, thứ năm trong cái việc là đầu tư, đúng không ạ? Bạn Nga Jimmy có hỏi ACB và Techcombank nếu chọn một cổ phiếu thì chọn cổ nào? Để tích lũy dài hạn thì như chúng tôi chia sẻ rồi đấy, hai cổ phiếu đều tốt cả. Nhưng về định giá bây giờ thì chúng tôi nghiêng về Techcombank hơn. Anh Tuấn Anh Nguyễn có hỏi ngân hàng còn nhiều tiền không ông Phục? Thực sự là ngân hàng còn đầy tiền, dư thanh khoản. Chính vì thế cho nên là chúng ta có thể nhìn thấy một cái slide ở trên. Đó là liên quan đến lãi suất huy động liên ngân hàng. Đây chúng ta cùng nhìn nhé, tôi sẽ quay lại cái slide đó. Đây ạ, lãi suất huy động liên ngân hàng đây ạ, nó đang giảm về mức gần không, cho thấy là thanh khoản các ngân hàng cực tốt, tiền các ngân hàng ở trong cực nhiều và hiện nay là nó đang vướng mắc trong cái vấn đề cho vay ra, đúng không ạ? Nó đang vướng mắc trong vấn đề cho vay ra. Bạn Nguyễn Đức Thịnh có hỏi sao sóng vừa rồi Bit và Vietcombank không chạy ạ? Thì trao đổi với bạn như này, định giá Bit thì chúng tôi khẳng định luôn là định giá Bit không rẻ một chút nào. Định giá Bit không rẻ một chút nào. Thậm chí với một số bạn thận trọng thì định giá Bit nó còn đắt cơ. Đấy là thứ nhất. Đúng không? Còn Vietcombank thì rõ ràng chúng ta thấy đây là một cổ phiếu được định giá PB cực cao, bây giờ khoảng 3,6 lần. Thế do đó là việc nó có thể sexy tăng trưởng mạnh trong tương lai nữa sẽ rất khó. Còn trong quá khứ rõ ràng là nó mà từ một mức định giá thấp để nó đẩy lên thì nó sẽ rất mạnh. Còn trong tương lai thì chúng tôi cho rằng rất khó để có thể tăng trưởng những cái ngân hàng ý mạnh nữa. Anh Vũ Việt Dương thì có cho biết là lời khuyên để banh nào tốt tích sản lâu dài thì anh Dương làm ở Techcombank thì em nghĩ là Techcombank là một lựa chọn tốt cho anh Dương, đúng không ạ? Ok, bạn Thành Công Hyundai có hỏi ép cho mình hỏi trung hạn chiều mua VP Bank ổn không? Thì VP Bank là một trong những ngân hàng rất là năng động, thực sự là năng động và hiệu quả cũng rất cao. Tuy nó cho vay FE Credit thì mang tiếng rất nhiều và nợ xấu rất nhiều, nhưng mà bù lại nó có cái biên lợi nhuận ở mảng rất cao, nó bù lại được cái phần rủi ro đó. Thế thành ra VP Bank thì chúng tôi cũng đánh giá là một ngân hàng như chúng tôi trao đổi thì có rủi ro tương đối cao nhưng lợi nhuận kỳ vọng rất cao. Thì quý vị và các bạn xem khẩu vị mình có hợp không, nếu hợp với điều đó thì rất tốt thì quý vị có thể tham gia, còn quý vị mà thận trọng thì không tham gia, đúng không ạ? Bạn Tùng Dương có hỏi LPB xin đánh giá. Thực sự câu chuyện LPB thì nó liên quan đến cái vấn đề ngân hàng này định chuyển sàn. Và gần đây những ngân hàng chuyển sàn thì thường có giá bay rất mạnh. Ví dụ SHB, đúng không ạ? ACB, đúng không ạ? Liên Việt và rất nhiều ngân hàng nữa cứ ý định chuyển sàn nên liên biết là người ta lại ào ào đi mua. Còn về định giá thì chúng tôi không định giá LPB. Bởi vì ngân hàng này chất lượng tài sản chúng tôi đánh giá ở mức vừa phải. Ngoài ra thì lợi thế cạnh tranh về cơ bản chúng tôi không nhìn thấy màu sắc gì ở Liên Việt Postbank cả. Thế thành ra quý vị và các bạn là thuận tiện theo cái câu chuyện chúng ta đánh ngắn hạn dựa vào cái game gọi là chuyển sàn, đúng không ạ? Dựa vào câu chuyện thì chúng ta hãy tập trung vào ngắn hạn, đúng không ạ? Thì nếu ngắn hạn thì quý vị phải dựa vào các cái tin tức nhiều hơn. Còn chúng tôi thì chúng tôi không đánh giá điều đó. Bởi vì chúng tôi làm những cái đánh giá thì nó mang tính dài hạn, để 5 năm sau, 3 năm sau, 5 năm sau quý vị và các bạn tham khảo vẫn có ý nghĩa. Do đó chúng tôi sẽ không đánh giá những câu chuyện ngắn hạn. Ok, rất nhiều các anh chị em gọi là quan tâm đến vấn đề tích sản cổ phiếu ngân hàng, đúng không ạ? Thì thực sự là cổ phiếu ngân hàng tích sản thì chúng ta cứ nhìn ông nào triển vọng nhất trong tương lai chúng ta đánh giá, chúng ta tích sản, đúng không ạ? Ví dụ như những ông nào ứng dụng công nghệ tốt này, định giá hấp dẫn này, vị thế tốt này thì chúng ta sẽ mua, đúng không ạ? Vâng, MBB lần tới chia cổ tức thì nên hành động như thế nào? Nếu quan điểm cá nhân của tôi thì tôi là một nhà đầu tư dài hạn. Tôi đã bắt 2 lần, 3 lần MBB. Một lần chúng tôi bắt hồi tháng 3 là đâu giá trung bình 13.6. Lần thứ hai chúng tôi bắt hồi tháng 7 là trung bình đâu đó khoảng độ 15.9-16. Và lần tiếp theo là chúng tôi bắt trong tháng 9 này, chúng tôi bắt giá khoảng 18. Thì với quan điểm của chúng tôi là đầu tư dài hạn, tích sản dài hạn, thì do đó là chúng tôi không quan tâm đến chuyện là tuần tới hay là 2 tuần tới MBB sẽ chia cổ phiếu. Chúng tôi vẫn sẽ giữ nó, đúng không ạ? Vẫn sẽ giữ nó.
Còn nếu quý vị và các bạn đánh ngắn hạn thì quý vị và các bạn nên dựa vào những cái dấu hiệu liên quan đến dòng tiền chẳng hạn, đúng không? Bạn Mậu Chí lại hỏi anh làm bài về Rose. Thì Rose có gì đâu mà phải đánh giá, đúng không? Ai cũng biết rồi, thế thành ra chúng ta đánh giá để làm gì cho nó mệt ra, tốn thời gian ra, đúng không? Tiếp theo, Trọng. Trọng có hỏi là cho em hỏi anh đánh giá thế nào về khả năng hồi phục kết quả kinh doanh của TCB, ACB, MBB ạ? Thì rõ ràng là kết quả kinh doanh của các cái ngân hàng này nó sẽ khó tăng trưởng, thậm chí giảm một chút. Năm 2020 này thì chúng tôi kỳ vọng rằng Techcombank sẽ không giảm lợi nhuận, đúng không ạ? MBB thì có thể giảm một chút và ACB cũng sẽ khả năng cao sẽ không giảm lợi nhuận. Và để mà phục hồi trở lại thì chúng tôi cho rằng phải đến cuối 2021 thì lúc đó cái nợ xấu nó hiện ra và nhiều vấn đề nó hiện ra từ Covid vào cuối 2020 và đầu 2021, thì cuối 2021 nó sẽ thể hiện vào kết quả kinh doanh. Thậm chí có khi phải đầu 2022 thì cái kết quả kinh doanh trong báo cáo thì nó mới trở nên tốt hơn, đúng không ạ? Nhưng mà giá cổ phiếu, mọi người lưu ý giá cổ phiếu nó sẽ đi trước kỳ vọng về kết quả kinh doanh. Mọi người lưu ý một điều như vậy. Và gần như chắc chắn đến 90-99% rằng thị trường chứng khoán đã tạo đáy hồi tháng 3 rồi, đúng không ạ? Thế thành ra chúng ta không thể kỳ vọng rằng giá cổ phiếu ngân hàng lại về cái mức tháng 3 chẳng hạn, đúng không ạ? Thì về giá cổ phiếu nó đã phục hồi rồi đấy. Còn về kết quả kinh doanh thì nó phải trễ hơn một thời gian, thì như chúng tôi đánh giá khoảng một năm nữa, thậm chí có thể hơn một năm nữa, đúng không ạ? Bạn Nguyễn Tôm G có hỏi S cho hỏi ACB và BID ạ, xu hướng thời gian tới như thế nào? Chúng tôi chỉ đánh giá về cơ bản thôi nhá. Về BID thì chúng tôi cho rằng ngân hàng này cũng là một ngân hàng hàng đầu, đúng không ạ? Nhưng mà về cơ bản để mà ngân hàng này có thể tăng trưởng các thứ tốt được thì cũng phải còn một thời gian khá dài nữa, không phải đơn giản đâu ạ. Thế thành ra là quý vị và các bạn lưu ý rằng ngân hàng này, định giá này thì chúng tôi đánh giá không rẻ một chút nào. Còn ACB thì chúng tôi cho rằng là vẫn khá tốt ạ, đúng không ạ? Vẫn còn dư địa trong dài hạn, nhưng trong ngắn hạn thì hiện nay tôi hay so sánh vốn hóa, ACB vốn hóa bây giờ nhiều hơn MBB, trong khi rõ ràng vị thế cũng như quy mô rồi là lợi nhuận rồi đủ thứ của ACB thì chưa bằng MBB, thấp hơn khoảng 30%. Thế do đó là cái việc ACB hiện tại định giá tương đối thì tuyệt đối thì nó vẫn còn tương đối rẻ, còn định giá tương đối thì có vẻ như nó đắt hơn một số ngân hàng khác, đúng không ạ? Ok ạ. Bạn Lê Huy Thiên có hỏi theo ý kiến của S thì ngân hàng nào sẽ có tiền gửi kỳ hạn không kỳ hạn tăng trong 2-3 năm tới, thì rõ ràng là Techcombank rồi. Xu hướng 3-4 năm vừa rồi nó tăng trưởng rất mạnh và hiện tại nó chưa ngừng dấu hiệu tăng trưởng CASA, thì chúng tôi cho rằng CASA của Techcombank sẽ duy trì vị trí dẫn đầu. Bên cạnh đó thì cái lãi suất huy động bình quân thì chúng tôi cho rằng Techcombank sẽ sớm ngang bằng với Vietcombank, thậm chí vượt Vietcombank trong 2021. Bạn Phạm Quý có hỏi anh đánh giá thế nào về ba ngân hàng ACB, MBB và Techcombank. Thì ba ngân hàng này chúng tôi đều có phân tích đánh giá rất rõ ràng ở trên kênh YouTube Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam. Thì đây là ba ngân hàng chúng tôi xếp hàng đầu trong các ngân hàng tư nhân rất tốt, đúng không ạ? Và thực tế từ khi cái clip về ACB ra thì lợi nhuận đầu tư cổ phiếu này nó lên đến hơn 40%. MBB thì nó khoảng độ 20%. Techcombank thì nó cũng khoảng độ 15-16% rồi. Quý vị và các bạn có thể tham khảo lại các clip thì rất chi tiết và đầy đủ về các cái ngân hàng này, không thiếu một tí nào đâu ạ. Thì tôi chỉ trả lời ở đây live stream thì chỉ trả lời qua thôi, không thể trả lời được sâu. Nhưng quý vị xem clip thì sẽ rất sâu, đúng không ạ? Bạn Vinh Nguyễn cho hỏi là HDB, đúng không ạ? Xin thưa với quý vị, HDB là một ngân hàng nó cũng có tín dụng thằng HD Sai Sơn đấy, đúng không ạ? Tín dụng tiêu dùng đấy, nhưng mà chúng tôi không thấy HD Bank có một cái gì đó nó khác biệt so với phần còn lại, trong khi quy mô nó thì ở tầm khá thôi, không phải là tầm lớn đâu, tầm trung bình, khá trung bình thôi, thì quy mô của nó tầm trung bình mà định giá hiện nay PB của nó đâu đó bằng khoảng độ 1.5-1.6 lần thì chúng tôi cho rằng là rất là cao so với vị thế, tức là chúng ta so sánh ngang bằng nhé. Ví dụ MB bây giờ định giá là 1.03 lần chẳng hạn, Tech 1.2 lần, ACB cũng khoảng 1.5, HDB lại lên đến hơn 1.5 lần thì chúng tôi cũng không đánh giá nó hấp dẫn lắm, đúng không ạ? Mà trong khi HD Bank thì chúng tôi nghiên cứu thấy nợ xấu vẫn còn khá khá. Trần Bá Dũng hỏi TCB giá hiện tại mua ok không? Thì tùy thuộc vào là quan điểm của bạn, bạn muốn mua dài hay mua ngắn. Nếu mua ngắn thì chúng tôi cho rằng là có thể rủi ro, bởi vì index đã tăng trưởng khá là mạnh và cái vùng này đang cho thấy là cái sự khó khăn trong việc bứt phá. Đó, thôi tôi cũng chém ngắn hạn nữa, chém ngắn hạn dễ sai lắm, đúng không ạ? Còn về dài hạn thì rõ ràng Techcombank định giá hiện tại hấp dẫn. Và quan điểm của chúng tôi, nếu bạn đầu tư dài hạn, bạn cứ nhặt dần thôi, cũng không phải vội vàng. Còn nếu ngắn hạn thì chúng tôi không khuyên.
Ok, dài hạn MBB, TCB chúng tôi đánh giá rất cao. Đây là hai ngân hàng hiện nay chúng ta tôi đánh giá cao nhất với giá hiện nay. Đúng không? CTG sắp tới anh đi nhận định thế nào? Thì CTG là một ngân hàng định giá rẻ nhất trong các ngân hàng quốc doanh. Đó. Nếu sắp tới các ngân hàng quốc doanh có cơ hội trong vài năm tới thì chúng tôi nghĩ là Vietinbank sẽ là ngân hàng có cơ hội tăng giá lớn nhất. Anh Châu có hỏi con FPT tuần sau lên không em? chịu thôi anh ạ. Con FPT nó không phải ngành ngân hàng là thứ nhất, thứ hai là ngắn hạn thì cũng không thể đoán được. FPT thì AZFIN của Việt Nam nắm từ 2013 đến nay, lợi nhuận rất cao đúng không ạ? Rất khủng khiếp. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá về mặt trung hạn với ngắn hạn thì định giá này nó chưa phải quá hấp dẫn. Bởi vì thực sự quý vị và các bạn có thể thấy lợi nhuận nó tăng rất nhỏ, nhưng mà giá nó tăng kinh khủng khiếp trong mấy năm qua. Đúng không ạ? Định giá bây giờ nó cao hơn lịch sử rất nhiều lần. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng đấy là sự xứng đáng. Bởi vì trong quá khứ nó không tăng trưởng thì nó sẽ không được định giá cao là thứ nhất. Thứ hai là thời buổi bây giờ là thời buổi của công nghệ, thời buổi của kinh tế số. Và FPT là một cái thằng hưởng lợi thuộc dạng lớn nhất ở trong cái thời buổi này. Thế do đó nó xứng đáng được định giá lại, định giá cao hơn. Đúng không ạ? Về tầm nhìn dài hạn thì chúng tôi cho rằng FPT giá này vẫn ok để cho quý vị ôm, tự trọng. Còn quý vị mua vào thì quý vị cần phải cân nhắc những lúc nào cho phù hợp. Còn nếu quý vị đang giữ FPT vẫn nên giữ. AZFIN chúng tôi vẫn giữ 7 năm này và chỉ có mua thêm được. Đúng không? Bích Diệp Hoàng thì có hỏi VP giá bao nhiêu thì mua giữ được ạ? VP thì như chúng tôi trao đổi ấy, quý vị trước tiên phải có khẩu vị rủi ro cao, lợi nhuận cao thì quý vị hãng đầu tư VP, còn không thì thôi. Nếu mà đầu tư VP thì quý vị hãy, nếu mà mua lớn thì quý vị hãy đợi một đợt điều chỉnh đi. Thì lúc ấy mua nó an toàn hơn. Đúng không? Còn nếu mua theo quyển tích lũy mà quý vị vẫn chấp nhận được rủi ro thì quý vị cứ nhặt dần mỗi tháng một ít thôi. Bởi vì hiện nay dù sao định giá VP chúng tôi vẫn cho rằng là nó dưới giá trị thực của nó. Ok, Nguyễn Thành Đạt hỏi CTG, HD Bank, Vietcombank giữ dài hạn được không anh Phục? Thì nếu mà dài hạn thì chúng tôi có vẻ thích, có vẻ thôi nhá, có vẻ thích Vietinbank hơn. Đúng không ạ? Có ACB view lên được 30 không? Thì chúng tôi cho rằng là nếu ACB mà không tiếp tục chia cổ phiếu nữa thì có thể lên 30. Còn thời gian thì khi nào thì chúng tôi cũng chưa rõ. Đúng không ạ? Còn từ giờ cuối năm có vẻ khó. Ok ạ. Anh Bùi Công Hiếu có hỏi là ACB ứng dụng công nghệ kém thế ạ? Đúng rồi, ACB thực sự ứng dụng công nghệ chúng tôi đánh giá không cao, thậm chí là top dưới cả. Ngân hàng này là một ngân hàng rất chắc chắn. Thì ngược lại thì đó cũng là một ngân hàng thận trọng quá. Đúng không ạ? Đúng rồi, ok, Trọng có chia sẻ một ý rất hay là Big Four quy mô quá lớn đúng không ạ? Hệ thống quá cồng kềnh, nhân sự quá kinh khủng. Đúng không ạ? Thay đổi công nghệ bây giờ quá khó. Hơn nữa là đặc biệt ở các ngân hàng nhà nước có tâm lý nhiệm kỳ. Ví dụ các ông chủ tịch chẳng hạn hay ông tổng giám đốc thì có khi ông chỉ ở lại 4 năm rồi ông lại chuyển. Thế thành ra cái việc thay đổi nó sẽ rất là khó khăn. Đúng không ạ? Và đặc biệt đó là ngân hàng của nhà nước. Nếu có gì sai sót, quý vị và các bạn làm lợi cho 1.000 tỷ thì quý vị có không thể không được gì. Nhưng quý vị và các bạn chỉ cần sai sót 1 tỷ có khi quý vị phải đi tù. Đấy là một điểm yếu làm trói chân các cái ngân hàng nhà nước. Bạn Dương Đông Phương hỏi Techcombank lãnh đạo thay đổi nhiều rủi ro quản trị có cao không? Thì bạn có thể nhìn thấy Techcombank cứ thay đổi lãnh đạo thì nó lại phát triển rất tốt thôi. Thực ra là Techcombank nó phát triển nó không phải dựa vào người đâu ạ. Nó là một cái hệ thống rất là tốt. Thực sự như vậy. Còn cái việc là anh Tổng Giám Đốc Lê Anh Quốc Anh đi, rất nhiều người đánh giá là một tổn thất thì chúng tôi cho rằng đấy cũng là một tổn thất. Nhưng mà ngân hàng này không chỉ có anh Quốc Anh, đúng không ạ? Và linh hồn ngân hàng này thực sự là chủ tịch của họ, những cổ đông lớn nhất của họ chứ không phải là anh Quốc Anh. Đúng không? Anh Quốc Anh rất giỏi, đồng ý với bạn như vậy. Đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng sẽ tác động, nhưng mà tác động thì ở mức như nào chúng ta phải chờ thời gian. Tuy nhiên chúng tôi cũng đánh giá đó là một nhân sự tốt. Đúng không ạ? Phi Hùng Phan có hỏi MB sắp trả cổ tức nên bán trước, khi trả không bác thì cái này thì chúng tôi cũng rõ, tùy vào bạn thôi ạ. Bạn muốn thế nào thì bạn sẽ bán thế thôi. Đúng không? Bởi vì cũng không biết bán trước hay bán sau có lợi. Thì với quan điểm của chúng tôi là MBB hấp dẫn thì chỉ khi nào nó giá nó đắt thì chúng tôi mới bán. Còn nếu giá nó vẫn hấp dẫn thì chúng tôi vẫn giữ. Đúng không? Ok. Mạnh Nguyễn Văn Mạnh, MBB có thể đầu tư lãi kép vừa cổ tức vừa tăng giá không anh Phục? Chúng tôi cho rằng có đấy. MBB thì năm nay ngân hàng nhà nước không cho phép các ngân hàng trả cổ tức tiền mặt, thì kỳ vọng năm sau nó sẽ có thể trả 500 đồng thậm chí 1.000 đồng. Đúng không ạ? Ok, Tuyến Vũ có hỏi là ngân hàng hay chia cổ tức bằng cổ phiếu thì mỗi lần chia thưởng cổ phiếu sẽ lên hay xuống?
cái chuyện lên hay xuống trong dài hạn ấy nó phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của ngân hàng có tốt hay không, chứ không phải phụ thuộc vào ngân hàng chia cổ phiếu hay không. Chia cổ phiếu về hình thức chỉ là chặt nhỏ cổ phiếu của chúng ta thôi. Nếu lợi nhuận nó mà không tăng trưởng tốt ấy thì giá cổ phiếu nó sẽ không tăng được. Còn nếu lợi nhuận mà tốt ấy, kẻ không chia cổ phiếu, giá cổ phiếu vẫn tăng. Đúng không? Quý vị thấy Vietcombank mà xem, giá cổ phiếu vẫn tăng tốt, đúng không? Còn Techcombank chẳng hạn lúc chia cổ phiếu tỷ lệ 1:3. Nhưng mà định giá lúc thì quá cao, thế là giá cổ phiếu vẫn cứ giảm như thường rồi. Tức là cái việc tăng giá cổ phiếu trong dài hạn nó chả liên quan gì đến việc chia thưởng cổ phiếu hay không cả, mà nó phải liên quan đến kết quả kinh doanh, nó liên quan đến định giá có rẻ không. Còn nếu định giá rẻ chia hay không chia nó vẫn lên, định giá đắt chia hay không chia nó vẫn xuống. Đó là cái quan điểm rõ ràng của chúng tôi, và nó là một cái cơ sở rất chắc chắn, chứ không phải chúng tôi nói vui đâu. Wow, ok ạ. À, Quang Thông có hỏi Techcombank giá bao nhiêu hợp lý ạ? À? Tài sản dài hạn ạ. À? Nếu tích sản dài hạn thì giá này là rẻ, chứ không có giá hợp lý. Đúng không? Nếu rẻ thì tích sản thôi ạ. Ok, HD Bank trung hạn liệu lên được giá 40 không? Thì không biết là bạn Vinh Nguyễn hỏi trung hạn là bao lâu? Đúng không ạ? Trung hạn đối với chúng tôi là 3-5 năm đấy ạ. Thì 3-5 năm nếu HD Bank mà không chia thì chắc chắn là đạt được mức ý rồi ạ. Đúng không ạ? Ok, bạn Phạm Ngọc hỏi khung giá MBB và TCB có thể tích sản phù hợp. Đối với Techcombank chúng tôi cho rằng tích sản rất phù hợp với PB nhỏ 1.5, đúng không? MBB nhỏ 1.2. Đó. TP tích sản có ok không? TP Bank là một trong những ngân hàng rất năng động, ứng dụng công nghệ rất tốt, ngân hàng nhỏ nhưng rất năng động, quản trị rủi ro rất tốt. Thì chúng tôi đánh giá rất cao với ngân hàng này. Anh em có nhiều câu hỏi quá thì tôi chỉ xin phép trả lời câu hỏi của thêm khoảng 3 anh em nữa thôi, được không ạ? Đúng không ạ? Và mọi người thường có vẻ như mọi người yêu thích cái sự hỏi liên quan đến đánh đấm giá ngắn hạn hơn là hỏi liên quan đến đến đánh giá về kiểu lợi thế đấy, cạnh tranh, đánh giá về triển vọng lâu dài hơn, đúng không ạ? Đó, đây cũng là một cái đây cũng là một cái gì đó dễ hiểu thôi ạ. Bởi vì thông thường anh em nhà mình cũng toàn thế, đúng không ạ? Vâng, bạn ông Đức có hỏi là VCB em trước vào với ít, giờ có nên thêm không, em cảm ơn. Thì VCB thực sự là tuy định giá bây giờ là cao nhưng chúng tôi cho rằng là nó cũng có lý. Thì cổ phiếu này về dài hạn tất nhiên nó cũng sẽ vẫn là một cổ phiếu tốt để đầu tư. Còn kỳ vọng tăng giá nhiều hay không thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ không tăng quá mạnh mẽ như trong quá khứ đâu. Rất khó có thể tăng như quá khứ. Đó, thì trao đổi với bạn như vậy, đúng không ạ? Ok, chị Thủy có hỏi là chị đang nắm giữ MBB và Techcombank, nắm giữ được 6 tháng tiếp không? Vâng, nắm giữ thì đây là những ngân hàng vẫn định giá rất hấp dẫn. Việc nắm giữ nó rất ok ạ, không vấn đề gì ạ. Có bạn hỏi rằng Techcombank và VPBank đại khái là tiêu cực, nói lãnh đạo đang muốn dàn xếp giá, có gì anh hãy định giá khách quan. Thì chúng tôi định giá rất khách quan các cái cổ phiếu này ở trên kênh YouTube ạ. Chúng tôi không lừa gà ai cả, đúng không? Bởi vì cái này là chúng tôi đưa ra ở những vùng giá đều rất thấp, chứ không phải là lúc tăng mạnh, lúc vượt đỉnh, lúc này, lúc kia chúng tôi đưa ra. Và chúng tôi đưa ra rất ở những cái vùng giá khá là hấp dẫn. Ngoài ra thì chúng tôi đưa ra với cái triển vọng tầm nhìn nó liên quan đến 3 năm, 5 năm, đúng không? Còn Techcombank và VPBank thì chúng tôi đánh giá đây là hai cái ngân hàng có cái hoạt động kinh doanh rất hiệu quả, rất tốt đấy. Tất nhiên nó cũng có mặt trái, đúng không? Cũng có người yêu, người ghét, đúng không ạ? Đúng không ạ? Còn nói về lãnh đạo đang muốn dàn xếp giá cổ phiếu thì tôi cũng không hiểu lắm. Cái tin này có thể tin nội bộ của bạn ấy, thì chứng tỏ bạn ấy quan hệ rất là giỏi với nội bộ ngân hàng, đúng không ạ? Thì chúng tôi sẽ không đánh giá. Vâng, thì chúng tôi sẽ trả lời tiếp khoảng 1-2 câu nữa thôi nhá. Có cả hàng trăm câu các bạn inbox vào thì chúng tôi xin phép trả lời thêm 1-2 câu nữa thôi ạ. Bạn Hoa Trần có trả lời EIB mua dài hạn được không anh? Thì EIB là một ngân hàng gọi là ngân hàng vô chủ đấy ạ. Bạn Hoa Trần ạ, EIB là ngân hàng vô chủ, khẳng định với bạn là như thế. Từ lâu lắm rồi nó đánh đấm suốt để giành giật nhau vị trí, và cuối cùng ngân hàng chả phát triển, ngày càng teo tóp. Nếu như ngày xưa EIB nằm trong top 5 ngân hàng ngoài quốc danh khủng khiếp nhất, nó có hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu rất khủng khiếp, và nó có cổ đông chiến lược chính là ông Vietcombank, thì bây giờ EIB trở thành một cậu bé tí hon trong làng ngân hàng rồi. Và chúng tôi không thấy cái gì thú vị trong cái sự phát triển của EIB nếu đầu tư dài hạn. Quý vị và các bạn có thể mua EIB theo dạng là A, đầu cơ theo kiểu là các bố giành giật nhau. Còn nếu không ấy,
theo nền tảng cơ bản, theo lâu dài thì rõ ràng AIB không phải là một lựa chọn đáng để lựa chọn ở vùng giá này, đúng không ạ? ACB gom vùng 21 có hấp dẫn không anh? Nếu mà bạn đầu tư dài hạn, chúng tôi cho rằng giá là hấp dẫn, đúng không ạ? Ok, ok ạ. À, chào anh Châu có hỏi con DTP tuần sau lên không ạ? Thì con này thì em cũng không biết là giá nó bao nhiêu đâu, thì em không biết nó có lên không, đúng không ạ? Mà con DTP này nó không hoạt động ở ngành ngân hàng, nó chỉ đầu tư cổ phiếu ngân hàng thôi anh Châu ạ. Vâng. Vâng, bạn Lê Huy Thiên thì có hỏi theo AZFIN thì ngân hàng nào sẽ tăng mạnh tiền gửi không kỳ hạn? Ok, Phục có trả lời câu này rồi ạ. Ở ngân hàng nào có ban lãnh đạo tốt nhất? Cái câu trả lời này, cái câu hỏi này thực sự là cũng khó trả lời. Bởi vì tốt nhất thì tốt nhất theo tiêu chí này, đúng không? Tốt nhất theo tiêu chí là lãnh đạo là những người có năng lực phát triển kinh doanh mạnh chẳng hạn. Thì đó là Techcombank, đó là VP Bank, đó là Tiên Phong Bank, đó là VIB, đó là OCB, đó là những ngân hàng lãnh đạo rất giỏi trong cái lĩnh vực thúc đẩy kinh doanh rất tốt. Đặc biệt là Techcombank, VP Bank và Tiên Phong Bank. Ba ngân hàng chúng tôi đánh giá rất cao về khả năng lãnh đạo họ nhìn có tầm nhìn và có hướng kinh doanh rất tốt. Rất tốt. Còn nếu liên quan đến vấn đề gọi là công khai minh bạch xe với cổ đông thì chúng tôi cho rằng ACB xứng đáng. Đúng không? MB cũng tương đối tốt. Đúng không? Còn nói về cái hệ thống quản trị ổn định nhất thì phải nói các ngân hàng nhà nước. Chủ tịch có bị bắt bị làm sao đi chăng nữa, ngân hàng lại càng phát triển tốt hơn. Thì đấy là cái hệ thống của ngân hàng nhà nước, các cái ngân hàng liên quan đến có vốn nhà nước là rất tốt nhé, không phải kém đâu. Thực sự rất tốt. Đó, thì đấy là trao đổi của chúng tôi về đánh giá lãnh đạo. Còn quý vị đánh giá lãnh đạo rất nhiều tiêu chí, tùy vào cái góc nhìn của quý vị và cái liên quan đến định hướng của quý vị như thế nào, đúng không ạ? Thì trên đây là tất cả những cái gì tôi trao đổi với quý vị và các bạn, giải đáp liên quan đến ngành ngân hàng. Thì xin chào quý vị và các bạn nhé. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào cái lần livestream tiếp theo ạ. Xin chào quý vị và các bạn đầu tư hiệu quả.